Ở trên đây Tùng đang là một cái bộ tô vít 59 đầu vít đây các bạn. Giá có hơn 100 nghìn thôi. Đây. Các bạn nhìn này. Tất cả những cái đầu vít chúng ta có ở đây nó đã sâu cho chúng ta hết rồi. Thuận tiện cho anh em sửa laptop và đặc biệt là anh em sửa laptop, điện thoại và Mac. Còn PC thì không dùng cái mã này nhé. PC máy in thì các bạn chọn những cái mã khác cho mình. Đây. Hơn 100 nghìn mà chúng ta cảm giác là chúng ta đang sở hữu một cái viên kim cương. Bây giờ Tùng khui cho các bạn xem nhé. Rồi. Cũng run tay phết đấy. Đây. Đây các bạn. Đây này. Ở đây nó đánh dấu từng đầu vít cho các bạn này. Vì vậy nếu cẩn thận khi các bạn dùng thì rút ra ở đâu, cấm vào ở đó là ok. Cộng với một cái điều kiện nữa là với những cái bộ vít mà hơn 100.000 mà có quá nhiều chi tiết đầu vít thì các bạn dùng những cái đầu vít nào nhiều thì các bạn nên tạo từ tính cho nó bằng cách là để gần nó một cục nam châm hoặc là lấy nó đè lên cục nam châm để tạo tính từ. Cái hay của cái dòng này này, các bạn đợi mấy giây, chính là có cái que nối dài này. Đây, que này là que làm gì đây? À đây là cái đầu siêu ngắn để cho các bạn vặn những cái chỗ mà cực kỳ ngắn các bạn nhé. Để mình kiếm một cái đầu vít đã. Đây, ví dụ như này. Đấy, các bạn sẽ có một cái tô vít rất ngắn để các bạn vặn ở những cái chỗ mà nó không có cái độ dài cho chúng ta. Đây là một cái cán các bạn nhé, để nó đây. Còn đây là một cái que kéo dài, nó giúp chúng ta vặn ở những cái vị trí khó, ví dụ như này. Đấy, các bạn cho đây, các bạn quan sát cái đầu vít nhá. Khi chúng ta bẻ đây có nghĩa là hình chữ U rồi đúng không, các bạn vặn này. Đấy, các bạn thấy đầu vít nó chuyển động chưa? Vậy là ở những cái góc khuất mà chúng ta không thể đưa tay vào, chúng ta có thể áp dụng và sử dụng cái bộ chuyển đổi này. Còn đây là cán chính của chúng ta. Năm mươi chín đầu vít. Đây thì các bạn cho đây. Không biết là có phải đây rồi. Đây các bạn nhé. Hơn 100.000. Cái này nó cũng chuyển động được như các dòng tô vít khác này các bạn. Vặn thử ra. Đấy, chúng ta chỉ cần xoay xoay cái ngón tay cái là giải quyết xong vấn đề. Từ tính khá ok. Ốc vít càng nhỏ thì cái độ bám của nó càng tốt. Đây là một con ốc cạc Vega, nó khá to. Cần mua hàng thì các bạn vui lòng truy cập no2.vn đây. Còn lấy số lượng thì call cho mình theo số là 0906 010103. Cảm ơn các bạn.